Đây, chúng con xin chuyển đến, xin ban tổ chức chuyển đến cho máy bác Quảng Liên và xin Diệu Thành chuẩn bị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Quang Minh xin đọc dùm cho Quảng Liên. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào Thầy Diệu Âm. Con có một câu hỏi muốn được hỏi Thầy. Con có đọc qua hai cuốn sách của Thầy, trong đó có đoạn viết, tu hành sợ nhất là sân tạp. Vậy cho con hỏi, phải tu và hành trì như thế nào để không bị sân tạp và mong luân ạ? À? Con kính tri ân công đức của Thầy Diệu Âm. A Di Đà Phật. À, Di Đà Phật. trong pháp môn niệm Phật rất chú trọng về chuyên tinh, tin thì không nghi, nguyện vãng sanh thì quyết lòng tha thiết đi về Tây Phương Cực Lạc, và hạnh thì chuyên nhất một câu A Di Đà Phật. Cho nên nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật là tông chỉ của pháp môn niệm Phật. Vì thế cho nên khi mà chúng ta nghi ngờ thì nghi ngờ là một sự tối kỵ của pháp môn niệm Phật. Chúng ta không chuyên xen tạp thì xen tạp là một cái tối kỵ, một cái kỵ của pháp môn niệm Phật. Và niềm tin không có sắc son, không có thành kính là một cái tối kỵ khác. Như vậy chuyên tinh là sao mà xen tập là sao? Xin thưa với chư vị, đầu óc của những người phàm phu chúng ta thường hay nghĩ này nghĩ nọ, vừa là và phước báo yếu, vừa tu vừa làm, cái chuyện này ai cũng có cả. Thì cái đây cũng là xen tạp, mà xen tạp này không phải là quan trọng, mà xen tạp này chỉ ảnh hưởng đến công phu tu hành. Mà cái xen tạp chính của pháp niệm Phật này chính ở chỗ là do niềm tin vào pháp niệm Phật không vững, cho nên vay mượn các pháp môn khác hỗ trợ vào. Ví dụ nhiều người khi thấy mình nghiệp chướng nặng quá, niệm Phật không biết là có được vãng sanh hay không, cho nên tâm cứ nghi nghi ngờ nghi ngờ cờ như vậy, thì ra ngoài ngoài kia có người nói nghiệp của chị nặng quá rồi, xin tìm cách phá nghiệp, tiêu nghiệp, có tiêu nghiệp mới được vãng sanh. Nghe nói như vậy mình tìm con đường tiêu nghiệp. Thì trong Phật môn cũng có những pháp môn tiêu nghiệp, ví dụ như làm thiện làm lành để tăng phước, tăng phước thì choan hòa với nghiệp. Cho nên thay vì quyết lòng nguyện vãng sanh thì quyết lòng tu phước để phá nghiệp, tâm ý phá nghiệp tức là tâm đã chuyển hướng. Ví dụ như trong Phật môn chúng ta cũng có những đại chú ngôn của Phật có thể tiêu nghiệp. Mình nghĩ rằng à như vậy thì mình lo tiêu nghiệp trước, thành ra mình bỏ cầu A Di Đà Phật, lo tụng chú Đại Bi để tiêu nghiệp, tụng chú Lăng Nghiêm để trừ ma trước, tụng chú Chuẩn Đề để mà tiêu giải nghiệp, thì mình lo giải nghiệp. Vô tình cái nguyện vãng sanh của mình sau cái nguyện giải nghiệp đó, tâm lực của mình chú tâm phá nghiệp thì đành phải theo nghiệp thọ nặng, vì khi cuối cùng nghiệp chướng không tiêu mình phải theo nghiệp là vậy. Đây là do tâm mình chủ động đối trị với nghiệp mà luôn luôn dính vào nghiệp, không rời nghiệp được. Chính vì thế thiền tập đối với pháp môn niệm Phật là chư vị cứ một lòng một dạ một câu A Di Đà Phật mà niệm, thì phá nghiệp chư vị cũng cứ niệm câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị muốn khai mở tâm trí cũng chỉ một câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc sẽ
khai mở tâm trí. Chư vị muốn tiêu nghiệp cũng một câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị muốn cứu độ chúng sanh cũng một câu A Di Đà Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị muốn thành đạo cũng một câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì cái ý niệm mà tín nguyện hành này nó nhập vào tâm, nó giữ vững trong tâm rồi thì lúc bệnh xuống mình cũng một câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Lúc sắp sửa lâm chung mình cũng một câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì khi mình tắt hơi rồi thì thân thể mình tắt, mà chính cái thần thức của mình cũng một câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị tự nhiên ứng hợp đạo giao với đại nguyện Đức A Di Đà, mười niệm một niệm tất sanh. Chư vị lấy cái câu A Di Đà Phật làm nhân, lấy cái lời nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc làm duyên, nhân duyên gặp lại chư vị sẽ có cái quả báo trở về Tây Phương Cực Lạc. Bằng một cái nhân này với một cái duyên này, chư vị đi về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy hoàn toàn hình như mình không đã động gì đến nghiệp hết, mà nghiệp tự nhiên không quấy rồi, quấy rồi mà được. Mình không đi con đường nào khác thì tự nhiên tâm linh hướng dẫn mình đi về Tây Phương. Mong chư vị hiểu được như vậy. Thì xen tạp có nghĩa là nếu chư vị rời câu A Di Đà Phật ra, quay vay mượn bất cứ một cái pháp nào khác, dầu là chánh pháp của Phật, cũng gọi là xen tạp. Cho nên mong cho vị hiểu được như vậy. Mình đi con đường gọi là một câu A Di Đà Phật bao hết tất cả pháp giới lại, mình trở về Tây Phương thành đạo. Thành đạo xong ta sẽ có tất cả vậy. A Di Đà Phật.